từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi 1979, tiền vàng ùn ùn kéo về nhà ăn Tết cực to. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, mỗi người mỗi số mệnh riêng, ai cũng sẽ phải trải qua vô số việc, vô số chuyện, vô vàn khó khăn mới mong nhận được hồng phúc trời ban. Vận may có thể sẽ đến vào thời điểm này hoặc một thời điểm khác trong cuộc sống mà ta không thể nào lường trước được. Thưa quý vị, năm Giáp Thìn 2024 đã dần bước đến những tháng cuối cùng. Hẳn rằng, đến bây giờ quý vị đã cảm nhận được những khó khăn, chật vật khi khủng hoảng kinh tế diễn ra. Rất nhiều người thất nghiệp, nhiều công ty phá sản, lạm phát tăng cao, ngày ngày đều phải chảy chật vì miếng cơm manh áo. Nhưng quý vị đừng bi quan quá, đây là khó khăn chung của tất cả mọi người chứ không phải của riêng gì quý vị đâu. Và chắc hẳn quý vị đang rất mong muốn được biết vận hạn trong thời gian sắp tới của mình và tìm kiếm cho mình một lối đi đúng đắn để tránh được những hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình phía trước phải không ạ? Vận mệnh cuộc đời là thứ khó thay đổi. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt thì vận hay số sẽ đổi và cuộc đời sẽ hanh thông, viên mãn hơn rất nhiều. Anh chị Kỷ Mùi sinh năm 1979 đã luôn nỗ lực cố gắng trong suốt thời gian qua với hy vọng sẽ cải thiện được cuộc sống. Nhưng dường như thần may mắn chưa mỉm cười với quý vị. Khi xem tử vi cho 12 con giáp từ nay đến Tết 2025 âm lịch, thầy tử vi thấy rằng người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng này sẽ được cát tinh song chiếu, thần tài bên trái, quý nhân bên phải hợp lực giúp đỡ mà vận số của tuổi này có nhiều sự thay đổi rõ rệt trên cả bốn phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Thầy tử vi cũng chỉ rõ, từ nay đến Tết chính là khoảng thời gian may mắn, vượng khí nhất, giúp cho bản mệnh đạt được tất cả những gì ao ước bấy lâu, mở ra một cuộc sống hậu vận sung túc, ấm no. Trong chương trình ngày hôm nay, KB Tử Vi rất hoan hỷ được chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 từ nay đến Tết trên các phương diện, đặc biệt là hung cát mà quý vị sẽ gặp phải. Xin mời quý vị theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đến với mình. 1. Tổng quan cuộc đời tuổi Kỷ Mùi 1979 từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Bản mệnh sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thuận lợi trong khoảng thời gian này. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, bạn làm gì cũng trôi chảy, thậm chí cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước. Trên phương diện sự nghiệp, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu. Lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người. Nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao. Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong khoảng thời gian này. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể. Các cặp vợ chồng thời điểm này hòa hợp với nhau, biết cảm thông với nhau trong cuộc sống. Công việc của Kỷ Mùi sẽ có thăng có trầm. Nhìn chung bản mệnh sẽ khó tránh một vài lo âu nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biên số mệnh. Gặp khó khăn cũng đừng vội chùn bước bỏ cuộc vì đó là cơ hội để bạn tận dụng đẩy bản thân lên, bứt phá mạnh mẽ hơn. Nếu biết tập trung phát huy thế mạnh thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Các nguồn thu của bản mệnh trong thời gian này được dự báo là mở mang và đa dạng. Đời sống vật chất khá dư giả tiêu xài không còn phải quá căn kè như trước. Người làm ăn kinh doanh có thể vất vả hơn khi dễ bị tiểu nhân quấy phá và cạnh tranh. Thời điểm này nếu Kỷ Mùi không kiên định, dễ lung lay trước những lời góp ý của những người xung quanh, từ đó công việc rối như tơ vò thành một mớ hỗn độn không có hồi kết. Khuyên bạn nên nghe theo ý kiến của bản thân và không nghe người khác xúi bậy coi chừng mất hết cả chì lẫn chài. Nếu bạn vội vàng đạt được kết quả nhanh chóng, bạn sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đừng nóng nảy trước những vấn đề, mâu thuẫn đã tích tụ trong quá khứ. Chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn và kiên trì để giải quyết thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển. Với tinh thần trách nhiệm của mình, tuổi Kỷ Mùi có thể đạt được những thành tựu nhất định. Bạn luôn hăng hái và năng nổ trong tập thể, không ngại đảm nhận những nhiệm vụ mà người khác còn e dè. Nhờ vậy,
người tuổi này được cấp trên ưu ái và có khả năng được cất nhắc trong thời gian tới. Đây chính là kết quả mà bản mệnh xứng đáng nhận được khi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho những nhiệm vụ của mình. Nhân đà này bạn hãy lên kế hoạch chinh phục những nấc thang mới, khai phá tiềm năng của bản thân. Chớ vội hài lòng với thực tại, bởi con người phải có tinh thần cầu tiến mới không lo bị thụt lùi. 2. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tuổi Kỷ Mùi âm lịch, thời gian này có chính quan nâng đỡ nên bản mệnh có những bước tiến thận trọng, khôn ngoan liên quan đến công việc của mình. Nhìn chung, bản mệnh tháng này hoàn toàn có thể an tâm. Bạn cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang đến và biến những ước mơ thành hiện thực. Hứa hẹn trong thời gian này, bản mệnh cũng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra bằng sự nhạy bén, chăm chỉ và cầu toàn. Bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn khi ai đó tha thứ cho mình những lỗi lầm do vô ý. Hãy nhớ điều này để ứng xử với người khác tương tự như vậy, thay vì là một nhà phê bình khó tính và gây áp lực cho người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành thời gian đầu tư sức lực của mình vào điều gì đó có mục đích tốt hơn. Phương diện tài lộc. Tử vi của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh dự báo con số trong tài khoản ngân hàng của tuổi Kỷ Mùi đang tăng lên từng ngày. Nhất là những ai có tầm nhìn xa, kinh doanh mặt hàng đúng xu hướng sẽ càng có doanh thu vượt ngưỡng trong tháng này. Người tuổi Kỷ Mùi đang có số phát tài, có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng và thuận lợi. Không gặp khó khăn nào đáng kể khi bát bạch bay về phương Đông Nam. Thời gian này bản mệnh cũng có xu hướng mua sắm nhiều hơn cho sở thích cá nhân. Bạn tin rằng đó là cách để tận hưởng chút thành công mà bạn đã tốn nhiều công sức mới có được. Thưởng cho bản thân là việc bạn nên làm, tuy nhiên đừng mua sắm quá đà, luôn nhìn lại số tiền mình đang có để cân đối. Việc mua hàng không cần nhìn giá không hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Phương diện tình duyên. Nguyệt lệnh dưỡng giúp bạn có những bước tiến vững chắc trong chuyện tình cảm của mình. Thực ra bạn đã tự xây dựng cho bản thân một sự tự tin nhất định nên dù người ấy có ra sao thì cũng phải là vấn đề lớn của bạn. Nhìn chung bằng sự độc lập, tự tin, bạn biết rõ nên làm gì để cải thiện vận trình tình cảm của mình đi đúng hướng. Chính thái độ này mà bạn luôn tìm được hạnh phúc cho mình và người ấy luôn có được sự tự do thể hiện bản thân. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng đang bước vào giai đoạn rất tốt đẹp. Những ai còn độc thân cũng không nên lo lắng quá, khi duyên đến bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương. Trong các cuộc hẹn bạn thể hiện sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đừng bộc lộ hết các ưu điểm cũng như nhược điểm của mình ra trong vài buổi hẹn khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Trong lúc lo lắng, bất an nhiều hơn là bình yên, họ sẽ hãy tìm cách chạy trốn đi mất. Phương diện sức khỏe. Từ nay đến Tết 2025 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi nên quan tâm hơn tới các bộ phận liên quan tới chức năng hô hấp, nên ăn hay uống các loại quả có màu đen vì chúng sẽ dưỡng phổi của bạn tốt hơn những loại khác. Một số bệnh theo mùa có thể khởi phát, do đó tuổi Kỷ Mùi nên thận trọng, nên ngủ đủ, ăn uống khoa học để tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình. Nhiều người có bệnh cũng may mắn tìm được thầy thuốc có tâm chữa trị trong thời gian này. Nhờ thế mà những lo lắng của bản mệnh cũng được giải tỏa. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Kỷ Mùi trong khoảng thời gian từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.